Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FPK Entertainment. Và trong video này mình sẽ test qua các cái plugin về trendership của hãng plugin Alicensee. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào test cái plugin này thì mình sẽ nói qua một chút trendership là gì. Khi các bạn tiếp xúc với những cái bàn mixer console analog hoặc là mixer digital, các bạn sẽ thấy là khi thì tín hiệu chúng ta được cắm vào bàn mixer đó, đúng không ạ? Thì nó sẽ được xử lý bởi một cái giải tín hiệu bao gồm có preamp, compressor, EQ, filter, gate, rồi cần gạt fader, rồi panning các kiểu đấy. Thì đó được gọi là một channel sweep. Một channel sweep hay còn gọi là một giải tín hiệu bao gồm rất nhiều các bộ xử lý được kết nối nối tiếp với nhau, thì đó được gọi là channel sweep. Và thường thường là chúng sẽ làm ở trên bàn mixer rất là nhiều. Ngoài việc là chúng ở trên bàn mixer thì khi các bạn sử dụng nó ở trong các phòng thu thì các bạn cũng có những cái channel sweep để chúng ta xử lý âm thanh trước khi chúng ta thu vào, hoặc là xử lý âm thanh sau khi chúng ta thu vào ở đầu ra. Thì nó cũng là chỉ là một bộ gồm tập hợp rất nhiều các bộ xử lý nhỏ bên trong mà thôi. Nếu như bạn nào đã từng sử dụng các bàn mixer console ngoài thực tế, hoặc là bàn mixer về analog hoặc digital, và các bạn đã làm quen với việc là mixing bằng channel sweep với việc xử lý âm thanh sân khấu, thì hoàn toàn với việc là sử dụng các plugin channel sweep trong quá trình mixing của mình, các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng làm chủ được cái nguyên lý mixing cơ bản ban đầu. Ngày nay thì đa phần mọi người sẽ học nguyên lý mixing bằng cách là mọi người sẽ trộn rất nhiều các cái plugin với nhau, đúng không ạ? Các bộ xử lý nó có thể không theo một cái thứ tự nào cả, nó không theo luôn cái nguyên lý nào cả. Các bạn có thể bỏ vào mọi vị trí xác định mà các bạn kiểu thích ấy. Và điều đó đôi khi là khi các bạn mới, các bạn học kiểu đấy thì nó hơi bị khó khăn trong quá trình học. Bởi vậy là việc các bạn học tập bằng cách mà các bạn xử lý trên channel sweep, thứ nhất là nó giống như cách truyền thống, mixing truyền thống. Các nguyên lý về mixing truyền thống hầu hết là dựa trên các bàn mixer console ngoài thực tế, và việc sử dụng channel sweep là điều đương nhiên. Bởi vậy là thường mình thấy là các cái chuyên gia trên thế giới họ thường mixing bằng các channel sweep, sau đó họ sẽ sử dụng thêm một vài các cái công cụ, ví dụ như EQ, saturation hoặc comb, để thêm cái tinh chất vào cho âm thanh của họ, để âm thanh của họ sẽ nghe trở lên kiểu có một cái đặc điểm nào đó thôi. Còn đa phần về kỹ thuật trộn của họ, đa phần kỹ thuật mixing của họ thì họ đều xử lý trên channel sweep, bởi vì truyền thống của họ đã là xử lý channel sweep rồi. Vì thế là muốn học sinh hiệu quả thì theo mình nghĩ đó chính là chúng ta phải học cách sử dụng channel sweep, sau đó thì chúng ta có thể sử dụng một vài cái plugin khác để chúng ta tôn vinh cái tính chất đặc điểm đó lên. Thì đó là cái hay của việc chúng ta sử dụng channel sweep. Và tiếp theo đó chính là channel sweep, thì chúng ta chỉ cần sử dụng một plugin channel sweep và chúng ta đã có khoảng tầm 4-5 cái plugin rồi. Sau đó thì chúng ta thêm 1-2 plugin nữa thì máy tính của chúng ta cũng sẽ dễ dàng xử lý tín hiệu hơn, là thay vì trách nào chúng ta cũng bỏ rất nhiều các cái tín hiệu xử lý vào. Và đặc điểm cuối cùng đó chính là các cái channel sweep ấy, thì nó sẽ giả lập lại các cái channel sweep trên các bàn mixer ngoài thực tế. Ít khi là có những channel sweep người ta sẽ kiểu phát minh mới, tức là theo một cái đặc điểm mới, mà hầu như họ sẽ lấy lại tính chất channel sweep của cái bàn mixer ngoài thực tế. Bởi vậy mà nói thế nào nhỉ, nó sẽ có một cái màu sắc, nó sẽ có một âm hưởng, nó có cái khả năng tác động của mỗi channel sweep nó lại hoàn toàn khác nhau, và điều đó mang cho chúng ta cái chất lượng âm thanh nó khác nhau. Và thậm chí là các bạn hãy tưởng tượng rằng là trách nào các bạn cũng sử dụng một loại channel sweep thì cái lượng dynamic, cái lượng EQ, cái lượng saturation và khả năng tác động của tất cả các trách nhạc nó trở nên đồng đều, và điều đó khiến cho bản nhạc của chúng ta kiểu nó được đồng nhất về lượng dynamic, bơm thở, rồi saturation, màu sắc nó được chung một màu sắc, và điều đó khiến cho bản nhạc của chúng ta hòa quyện với nhau hơn. Và đó là điều mình rất thích khi mình sử dụng các channel sweep trong quá trình mixing của mình. Vậy thì đó là một số các lưu ý của mình về cái channel sweep, và bây giờ chúng ta sẽ đến cái việc mà chúng ta sẽ test những cái channel sweep của hãng plugin Alicensee. Thì ở trên hãng Alicensee sẽ có là 9 cái channel sweep khác nhau, và mỗi channel sweep này sẽ có một đặc điểm khác nhau. Mình test nó với việc là mình sẽ sử dụng nó trên một đoạn kick drum, bởi vì kick drum là một đoạn âm thanh rất là đơn giản, các bạn có thể nghe được đầy đủ tính chất và đặc điểm của nó. Và khi các bạn nghe phần test này thì các bạn cũng, ngoài việc là mình đưa ra đánh giá, thì các bạn cũng sẽ tự đưa ra đánh giá cho bản thân mình, bởi vì mỗi loại channel sweep nó sẽ có màu sắc, âm hưởng khác nhau, khả năng tác động khác nhau. Các bạn sẽ đưa ra cái đánh giá của mình dựa theo những cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ nghe xem là cái kick drum đấy, tiếng ồn rung của nó, tại vì kick drum nó sẽ rất nhiều các phần low end và nó rất nhiều các phần tiếng ồn rung ở phía dưới, và nó sẽ ầm ầm, thì bạn hãy lắng nghe là tiếng ồn rung này nó có nhiều hay ít, tại vì mỗi một cái channel sweep nó sẽ tác động khác nhau và nó sẽ có thể thổi phồng nó lên hoặc là nó sẽ dìm nó xuống. Thứ hai là những cú đấm punch, xem nó có nội lực không, có mạnh mẽ không, bạn có cảm thấy tức ngực không. Thường thường khi nghe chúng kích, đúng không ạ, chúng ta cảm thấy âm thanh nó kiểu như nó kiểu rất là tức ngực ấy, thì đó gọi là punch. Thì những cái cú punch mạnh thì nó sẽ kiểu tạo ra cái áp lực rất là mạnh vào người chúng ta. Và mỗi là trên cái này thì phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng compressor thôi, nhưng mà mỗi loại channel sweep thì nó có một cái khả năng nén khác nhau, và điều đó khiến cho chúng ta cảm nhận khác nhau.
Ngoài ra cái saturation nó hiện diện vào, nó cũng khiến cho cái phần âm thanh của cái pan đấy nó cũng khác đi. Rồi tiếp theo, đặc điểm thứ ba của tiếng kick đó chính là những cú attack, những cú slap ở phía trên, bởi tiếng dậm kick vào cái mặt trống của nó. Và nó có rung mặt trống không, nó có tạo ra những tiếng pẹt 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 pẹt, tiếng pedal đập vào cái mặt kích không, hay bạn có thể nhìn nghe thấy những tiếng rung không, hay là những tiếng rung mà tần số cao mà rung thấp ở kia nhá. Cái này là phụ thuộc vào đặc điểm của kích, và bạn phải thực sự là để mixing tốt thì hầu như các bạn phải nắm được tính chất đặc điểm của nhạc cụ nhiều để bạn có thể tác động vào nó dễ hơn, bởi vì khi bạn biết chơi nhạc cụ rồi thì bạn hoàn toàn có thể nghe được. Và điều cuối cùng mà các bạn cần phải nhận định được đó chính là cái vấn đề liên quan đến saturation. Như mình nói là mỗi loại là sẽ có một cái preamp khác nhau, và điều đó nó dẫn đến cái lượng saturation nó nhấn vào phần trung hay nhấn vào phần cao. Có những tại saturation nó làm âm thanh bị bụi đi và âm thanh nó nhòa đi, và điều đó nó là một cái mùi hương, cái gia vị vào trong cái phần âm nhạc của chúng ta vậy. Và điều đó nó khiến cho âm thanh của chúng ta nó có cái màu sắc nào đó. Ví dụ như bạn muốn dòng nhạc của bạn nó tăm tối chẳng hạn, thì bạn phải thích những cái phần âm thanh saturation nó phải thật bụi mờ, phần dưới nó phải thật ầm. Nhưng mà bạn muốn âm thanh kiểu nhạc cụ nó phải hát, là cụ nó phải đanh thép, như kiểu nhạc metal nó phải thật chói, nó phải thật kiểu nghe nó phải thật răng cưa các kiểu đấy, nó phải thật đanh thép, nó rất là kiểu kim loại, thì bạn đã phải saturation phần cao nhiều hơn. Hoặc là bạn muốn âm thanh nó thủy mị, thế là thì nó là cái hương vị bỏ vào thôi, và điều đó nó tôn vinh lên cái đặc điểm của bản nhạc của chúng ta. Và ở trong cái video này thì mình sẽ sử dụng chung một cái thông số để mình áp dụng nó vào cái tất cả các plugin đó, để chúng ta cùng đánh giá và nghe. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe nhé.
Rồi theo như cái đánh giá của mình thì với cái AMEK 9099 thì nó cho âm thanh rất là trong suốt, cupan rất là sáng và chắc chắn, âm thanh vô cùng là gọn gàng. Nó thì nó bạn cái cảm tưởng nó rất là hiện đại kiểu thế, nên là nó rất phù hợp cho những dòng nhạc hiện đại và mạnh mẽ, ví dụ như là hip hop, rap, bởi vì những cái tiếng kick của nó bạn thấy nghe thấy nó rất là tròn xoe và nó rất là sáng. Tuy nó không nặng quá nhiều, cupan nó không được nặng quá nhiều nhưng mà nó rất là nó không quá quá nhiều phần thăm, nhưng mà các bạn có thể thấy là nó rất là tròn trịa và nó hơi sáng một chút, nó rất là tinh khôi. Âm thanh này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có mang hơi hưởng một chút tính chất của cái Priam Leve, nó sẽ kiểu hơi lanh canh, nó hơi brin tệt một tí nhưng mà nó không quá brin tệt. Cái loại này nó hơi bị trung tính nhưng mà nó hơi sáng một chút đó, nên là rất phù hợp cho những cái dòng nhạc trẻ như kiểu hip hop, rap hoặc là những dòng nhạc kiểu tươi mới là rất là ok. Đối với Channel Swift For Cries SC thì nó có một cái đặc điểm, đó chính là âm thanh nó khác cái ở trên một chút, đó chính là nó có thân nhiều cái phần thăm nhiều hơn đó. Âm thanh nó không không được gọn gàng lắm, nó khá là trung tính, nó hơi giữ lại rất nhiều tất cả những cái đặc tính của cái bản nhạc của chúng ta, nó giữ lại rất nhiều cái đặc tính của bản nhạc của chúng ta. Nó không kiểu leng keng sáng màu, nó không trong trẻo như kiểu là cái 9099 ban đầu, mà nó giữ lại đặc tính và nó saturation của nó, bạn thấy là không có quá nhiều thay đổi cái tính chất âm thanh nhưng bạn vẫn nghe thấy sự rõ ràng của âm thanh đó. Nó chỉ có một chút hơi hướng của neve thôi, nó không quá nhiều, vì thế âm thanh nó khá là kiểu mình cảm thấy là nếu mà xét về saturation thì nó không có quá nhiều, còn về tác động thì mình cảm thấy nó tác động hơi bị yếu, nên là nó sẽ có tạo phần thăm của nó. Tiếp theo đó chính là Channel Shift con số N, thì bạn hay nghe thấy là tiếng nó khá là kiểu rất nhiều các cú punch và attack, tiếng nó rất ít phần thăm, các bạn không thấy phần thăm giống như kiểu là của cái Fox SC kia, nhưng mà bạn thấy rằng là nó ít phần thăm và nó rất là gọn gàng. Bạn có thể nghe thấy âm thanh nó có một chút cái sự đanh thép, rất là đanh thép, màu sắc của Leve, tức là hầu như các bạn mixer này hầu như nó sẽ kiểu lấy có sự tham gia của kỹ sư Leve, nên là hầu như nó cũng nhuốm màu Leve rất nhiều. Bạn sẽ nghe thấy kiểu nó hơi thép, có những cái Leve nó rất là kiểu trong trẻo leng keng, có Leve nó rất là bụi mờ. Còn cái đối với cái Leve này bạn hãy nghe thấy đã rồi thôi, nó không có quá nhiều cái phần 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 xước ở phần low nhưng mà nó lại ở phần mid, các bạn hãy nghe thấy âm thanh nó khá là bụi, nó khá là nát phần mid, vì thế là các bạn hãy nghe thấy âm thanh nó rất là sáng, nó ít thăm là còn sáng, thì nó rất là kiểu mạnh mẽ. Mình có cảm giác là giống như kiểu là cái dòng mà 9099 ấy, nó giống như kiểu một quý ông rất là thanh lịch mặc vest các kiểu đó, rồi có cái Fox Quay SC nó giống như kiểu một chàng thanh niên đang trong cái kiểu học đại học này lọ, thì nó khá là gần kiểu đi làm rồi ấy, thì nó khá là trung tính. Còn đối với cái con số N này thì nó kiểu giống như một cái đứa trẻ trâu nó mới tập lớn và nó khá là ngông cuồng, vì thế bạn thấy thấy là nó khá là chua chát, nó khá là gãy cạnh. Bởi vậy là mình cảm thấy là nó rất phù hợp những dòng nhạc mạnh như kiểu là metal hoặc là những dòng nhạc kiểu nó chát chúa ấy, thì nó rất là kiểu mang cái tinh thần như vậy ạ. Rồi tiếp theo đó chính là mixing con số SSL 4000E. Chúng ta biết là SSL 4000 thì là một trong những cái bàn mixer con số gọi là huyền thoại của huyền thoại rồi, tại vì cái thời kỳ kỷ nguyên năm 90 là một thời kỳ vàng son của nền âm nhạc thế giới, và nó tạo ra rất nhiều bản hit rồi rất nhiều ca sĩ, và bàn mixer SSL 4000 là một trong những bàn gọi là đưa tất cả những nghệ sĩ ra thế giới nhiều hơn nhờ cái bản mixer con số này, và đặc biệt nó là phiên bản SSL 4000E là một trong những phiên bản huyền thoại. Và bạn có thể nghe thấy là âm thanh nó không gọn gàng tính kích, nó khá là thăm, cái phần âm thanh ở phần dưới nó khá là thăm, nhưng phần thăm ở đây các bạn nghe thấy nó không bị ồn ào, nó không bị đục giống như kiểu cái Fox Quay SC, mà nó khá là gọn gàng, nó có thăm nhưng mà nó khá gọn gàng, và đây chính là đặc điểm của SSL 4000. Với dòng E thì nó sẽ trong trẻo hơn các dòng khác, nó khá là trong trẻo, và các bạn nghe giống như kiểu âm thanh thập niên năm 80 và 90 vậy. Khi các bạn mà nghe thập niên 80 90 mà các bạn nghe những dòng nhạc rock như kiểu hard rock ấy, mà mấy ông kiểu mặt vẽ này rồi có kiểu tóc vàng xoăn xoăn rồi cuốn khăn lên đầu rồi bắt đầu quần nó loè cái kiểu, thì các bạn sẽ thấy rằng là âm thanh nó y hệt như vậy đó, nó kiểu như vậy đó. Âm thanh nó ở phần phía thăm ở phía dưới nó rất là tròn, nó không quá ồn nhưng mà nó rất là tròn, nó rất là gọn nhá, tức là nó có dày độ dưới nhưng mà nó rất là tròn, và tiếng pan của nó các bạn hãy nhìn thấy là pan nó khá là ôm ở phần dưới, và điều đó nó mang cái tính chất rất là kiểu thế nào nhỉ, mình cảm giác âm thanh nó giống như kiểu là một chiếc xe màu đen giống như xe của Batman ấy, nó đi trong màn đêm, nhưng mà nó màn đêm tuy rất là lạnh đúng không, tại vì nó rất là sang trọng, nó rất là lạnh, nhưng mà
nhìn tưởng là chiếc xe nó rất là lạnh, nhưng bên trong chiếc xe nó kiểu nó rất là nhiều cái sức sống, rất nhiều cái sự bốc lửa bên trong. Tức là bên ngoài thì có thể lạnh nhưng mà mình cảm nhận thấy điều đó, và mình cảm thấy là đúng tại sao là SL4000 lại là một trong những phiên bản huyền thoại, bởi vì nó làm được cái điều đó. Bên ngoài nhìn trông lạnh lùng, bên trong ấm áp kiểu vậy, quá tuyệt vời. Và đúng là nó huyền thoại, đúng, không sai tí nào hết. Bây giờ chúng ta đến với cái channel sweep của console SL4000G. Dòng SL4000G thì nó vẫn giữ lại đặc trưng của 4000E, nhưng mà một vấn đề đó chính là bạn sẽ thấy thần thăm nó sẽ bớt đi, nó không lầm nàn, nó không đặc sệt như kiểu cả cái 4000E nữa, mà nó bớt đi một tí, âm thanh nó sẽ kiểu nó không nồng mà nó hướng sáng hơn. Và lúc đấy bạn sẽ thấy là bắt đầu có những cái màu sắc, bắt đầu màu sắc nó sáng sủa hơn, nhưng mà nó lại hơi thiếu phần thăm ở phần đấy xuống, thì nó cái kiểu dạng như là nó không được có nhiều quá đặc tính của 4000, nhưng mà nó vẫn giữ lại 4000, nhưng mà nếu mà bạn muốn cái âm thanh nó hơi hưởng sáng hơn thì bạn có thể chọn 4000G kiểu vậy. Cùng là phiên bản, nhưng mà bạn muốn âm thanh nó không bị lâu quá, không bị nhiều thăm quá, thì bạn có thể chọn phiên bản này. Thì phiên bản này thì nó rất hợp với việc mà các bạn hay tưởng tượng rằng là với 4000E thì nó giống như kiểu là khi bạn chơi một band nhạc mà đông người ấy, thì nó sẽ chỉ có là bass, kick thôi, thì nó sẽ rất đơn giản xử lý, và bạn sẽ có thêm phần thăm và phần bass, phần kick thì nó chỉ là thêm hương vị vào một chút phần trầm thôi. Nhưng mà giả dụ như mà trong một phối hợp, một tổ hợp các nhạc cụ dày đặc, những nhiều phần bass của chúng ta chẳng hạn, trong lý thuyết âm mixing của chúng ta đều nhắc đều đấy, có một tổ hợp nó rất nhiều phần bass, vậy thì nếu mà chúng ta dùng 4000E thì nó lại có nhiều phần thăm quá về điều đó. Nếu mà phần bass này rồi là các bạn lại dùng một cái sim bass nữa, rồi lại piano của bạn lại đánh phần bass nữa, thì nó quá lộn xộn. Vì thế là 4000G nó sẽ giúp cho phần kick của chúng ta kiểu nó rõ ràng hơn, mà nó không làm quá tải phần trầm, và thì âm thanh của chúng ta sẽ những phần bass hoặc những nhạc cụ nhiều phần bass chẳng hạn, nó sẽ kiểu hiện diện tốt hơn, và điều đó rất là tốt nhé. Nên là cái việc lựa chọn này hoàn toàn phải phụ thuộc vào cái việc bạn sẽ nhận định là sau này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trên bản mix tổng thể của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đến với console SL9000G. Thì bạn thấy rằng là với bản 9000G thì bạn thấy là âm thanh nó khá lỏng lẻo, nó không chắc chắn. Các phần thăm của nó không được dày, nó cũng có phần thăm nhưng mà nó không được dày, và nó hơi bùm beo, nó làm mọi thứ cho nên là hơi bùm beo. Và phần attack của nó và cái phần mà những cú đập của nó hơi bị chói tai, và nó hơi bị kiểu vỡ vỡ rập 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 rập. Thì nó là một cái đặc điểm mà mình cảm thấy nó cũng khá là thú vị để tạo ra một cái chất âm. Ví dụ như bạn nào mà kiểu thích old school, bạn thích old school, thường các bạn sẽ thấy là old school kiểu tiếng nó có phần thăm nhiều đúng không? Thăm rập, nhưng mà nó lại kiểu vẫn dày rõ những tiếng mặt trống nó lan tan kiểu vậy trên tiếng kích. Thì bạn nào mà kiểu ngày xưa mà các bạn nào thích kiểu nhạc hip hop mà kiểu old school mà muốn tính trống kiểu nó vừa kiểu bùm bùm, nó không tròn tiếng nhá, nó không tròn tiếng, nó bùm bùm ấy, nhưng mà nó lại kiểu có một chút cao sáng, thì đây chính là cái đặc điểm của nó, rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn là muốn làm old school các kiểu vintage old school, hoặc là những cái bạn nào mà chơi kiểu dòng nhạc jazz, dòng nhạc jazz là dạng như này. Nếu mà bạn làm dòng nhạc jazz thì bạn sẽ biết rằng là đối với nhạc cụ như là contrabass của jazz nó khá là như acoustic bass của jazz nó khá là khó mix acoustic bass, bởi vì cái tiếng của bass tiếng acoustic bass nó khá là kiểu tiếng nhiều tiếng body, và nó khá nhiều phần cấp thấp, nó khá nhiều, và tiếng ồn rung nó nhiều bởi vì cái sự cộng hưởng phần dây, cũng như là cái guitar bass của nó thì cái dây của nó hơi trùng một chút, nó còn thậm chí có cả những tiếng lăn tăn ở trên cái mặt dây nữa, nên nó sẽ thăm rất là nhiều. Và điều đó và chính đặc điểm đó nó tạo ra cái âm hưởng của cái nhạc jazz nó rất là hay, tức là nó không quá như phần mid, nó vừa sáng, nó lại vừa thăm thăm. Vì thế là việc mà kể cả trống cũng thế, trống thì nó rất là classic, nó rất là kiểu nhiều tiếng steel ấy, tức là tiếng vỏ steel nhiều hơn là tiếng gỗ. Bình thường khi chúng ta nghe một bản nhạc rock thì các bạn sẽ thấy là tiếng snare của nó, tiếng kick của nó khá, một là kiểu dạng đặc quánh, hai là phải thép thì nó mới ra. Nhưng mà đối với nhạc jazz thì nó thép, nhưng mà thép của nó rất là mỏng và nó rất là tinh tế, và nó rất là lanh canh, nó ram 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 ram, vì thế nó hoặc là khi người ta sử dụng cái chổi thép, người ta di lên, các bạn ấy nghe thấy tiếng thép nó chạy vòng quanh, thì đó nó tạo ra một cái điều kỳ diệu đó, và đây cái tính chất này nó sẽ tôn vinh những cái đặc điểm nó lên đó. Thì bạn thấy rằng là 5000 CD, bạn thấy là nó hoàn toàn khác cái nhuốm màu, nó không hề thăm nữa, mà nó hoàn toàn khác cái nhuốm màu của nó, rất là kiểu
kiểu kiểu điện và kim loại thép kiểu cứng ấy, và nó khác hoàn toàn so với những dòng như kiểu SSL. Bạn ấy thấy là nó hơi hướng là giống như là AMEK9099 ở ngay ban đầu của chúng ta, nhưng mà nó khác ở chỗ là nó như là nó phăn nhiều hơn, nó không đanh, nó không trong mà nó phăn, nó cú phăn của nó rất là tròn trịa. Nó không, nó cái tiếng attack của nó, các bạn thấy là tiếng attack của nó thấp hơn. Ví dụ như dòng 099 thì bạn thấy là phan, nhưng mà tiếng attack của nó khá là còn nhiều, tức là cái slap của nó là khá nhiều. Nhưng mà đối với cái 50 series này thì nó sẽ thế nào nhỉ? Cái nó phan nhưng mà tiếng attack nó dịu hơn, vì thế nó giống như kiểu bạn nghe giống một tiếng B88 vậy. Bạn gần giống như B88 nhưng không phải B88 nhé. Rồi nó rất là mịn cho tiếng kick của chúng ta. Vì thế là cái đặc điểm này rất là hay ở chỗ là nếu mà bạn xử lý thêm một cái compressor và xử lý theo kiểu parallel compressor chẳng hạn, để nâng cái phần transient của phần âm thanh nó lên, thì nó lại cho một cái âm hưởng rất là kiểu tròn trịa, dịu ngọt và vẫn là mạnh mẽ, vẫn là mạnh mẽ. Bạn hãy tưởng tượng rằng là đối với dòng SSL thì giống như một bát bún nhiều hành, bạn nào thích nhiều hành nó kiểu nồng nặc, rất là nhiều thăm, rất nhiều liều phăn, nó rất là bùm 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 bùm. Nhưng mà đối với dòng như kiểu là 50 series này, bạn để nhìn nghe thấy giống như kiểu là nó tròn mà, nên nó rất là ngọt ngào, nó rất là, nó giống như kiểu một bát bún ít hành nhưng mà nó là thêm một chút đường vào vậy. Đường nó rất là ngọt nhé, nó rất là ngọt. Nhưng mà có lẽ là bún chút đường nó không đúng lắm, tại vì nó bún thì nó hơi mềm, nó hơi mềm. Còn cái này nó cứng một chút, đấy, nó có thể là bún khô gì đấy, tôi cũng không biết, là bún trộn gì đấy, kiểu kiểu vậy. Nó sẽ cứng một chút nên là nó là một cái đặc điểm rất hay. Ví dụ như là các bạn nào mà làm nhạc rock hoặc nhạc metal hiện đại thì dẫn dòng hiện đại bây giờ bạn muốn cú punch mà nó tròn tiếng, nó không bị vỡ theo kiểu classic cổ điển, thì đây là một trong những cái lựa chọn khá là tốt. Những cú đập của nó rất là mịn vào phần loa của chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng là phần loa của chúng ta nó sẽ không nảy gập ra mà nó sẽ lẩy tròn, và điều đó rất là hay, nó là một đặc điểm rất là hay khi chúng ta thích cái đặc điểm đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái dòng là 80 series thì nhìn cái giao diện thôi thì các bạn thấy là giao diện nó rất là cổ điển. Nó rất là cổ điển. Về giao diện cổ điển thì các bạn nhớ rằng những plugin mà càng cổ điển bao nhiêu thì nó càng khó sử dụng bao nhiêu. Và cái giao diện này thì các bạn để nhìn thấy nó giống như cái giao diện ở các cái phòng thu British ở bên Anh nhiều hơn là bên Mỹ. Bạn có thể nghe thấy là âm thanh nó khá trong trẻo và nó kiểu pha chút điện rất là nhiều. Bạn nghe thấy âm thanh nó nhiều kiểu là nó xuyên thấu điện, nó xuyên thấu đi qua các mạch điện ấy. Bạn nghe thấy âm thanh kiểu như vậy. Và nếu mà cái phần mà S50, tức là 50S ở trên đó, thì nó các bạn nghe thấy là tiếng phăn nó rất là nhiều và nó kiểu nghe giống như một cái miếng kim loại rất là dày. Tại vì khi bạn bạn hãy thử dùng một cái tấm, bạn hãy thử dùng một cái để nghe tiếng kích này, thì bạn có thể sử dụng một cái gọi là quyển sách với kích thước khác nhau. Thì khi với quyển sách dày thì bạn khi bạn đấm vào quyển sách đó, bạn thấy là tiếng nó rất là chặt, nó rất là nền, thì đó là tiếng phăn. Nhưng mà đối với khi bạn cầm một cái quyển vở rất là mỏng đó, bạn đấm vào đó thì âm thanh nó khá nhiều cái cú slap, âm thanh nó khá là chói tai. Thì cái 80 S series này nó gần giống như vậy đó, nó gần giống như vậy. Nó mà nó vẫn giữ được cái đặc điểm giống như kiểu cái 80 ấy nhá, nhưng mà cái 50 này thì nó sẽ kiểu mỏng manh tinh tế, nó leng keng, vì thế là nó sẽ có tạo một sự rung cảm rất là kiểu hoài niệm cổ điển ấy. Bạn nghe nó rất là plate, nó rất là thép mỏng. Còn cái kia nó cái 50 nó giống thép dày vậy. Còn cái này nó rất là thép mỏng. Và đây chính là đặc trưng chung của những cái dòng Neve 1073, 1084, 2254, 1275. Hay nói cho khác là đây chính là đặc trưng ban đầu của các cái dòng do kỹ sư Neve chế tạo, nó khá là kiểu cổ điển, cái màu nó phải ra như kiểu vậy là mới giống Neve. Và cuối cùng đó chính là channel sweep LX. Thì đây là channel sweep khá là đặc biệt, bạn có thể nhìn thấy nó là giao diện Brutech thôi, nhưng mà nó khá là đặc biệt, âm thanh nó khá đặc sệt và quánh, nó hơi ngược lại so với các phiên bản ở trên. Bạn có thể thấy nó hơi bị kiểu không biết là bạn sẽ phải xếp nó vào cái công cụ nào, nó phải nửa lá giống kiểu SSL, vì những cú thăm nó khá là vòng, và thứ hai nó không, nó thăm nhiều quá, nó tràn ra phần phía trên, phần low end một tí, và điều đó nó làm cho phần transient của chúng ta không rõ ràng. Bạn nghe thấy những cú kích nó không được vả kiểu pạp nữa, mà nó ấy, nói chung là tôi khi mình nghe âm thanh này mình cảm thấy âm thanh nó khá là kiểu gò bó, khá là kiểu không có cái hướng giải thoát ấy, nó hơi bị bao trùm ấy. Bạn là mà thích kiểu nhạc cổ điển, nếu mà bạn nghe nhạc cổ điển mà đến từ những cái băng cối ngày xưa mà kiểu lâu lắm rồi ấy, bạn sẽ thấy là âm thanh nó khá là nghẹt, bởi vì cái kỹ thuật thu âm ngày xưa người ta không thu âm được những giải cao nhiều, nên là âm thanh nó tập trung ở phải giải thấp nhiều. Ngoài ra các kỹ thuật liên quan đến reverb, hồi âm ở đấy nó cũng không có kiểu, nó không có quá ấy, tại vì khi bạn bị thu trên một cái giải băng từ ấy, nó cũng bị giới hạn về mặt tần số, rồi cái khả năng động lượng dynamic của nó cũng không được nhiều. Chính vì thế là người ta
cũng không dám xử lý nó quá sâu giống như bây giờ đó. Nên là các bạn nào học về mastering rồi thì các bạn sẽ biết cái vấn đề đấy. Nên là thường thường là cái này đó, bạn thấy nghe thấy nó âm hưởng nó rất là kiểu cũ, và mình sẽ thấy là nó rất là phù hợp với những bạn làm dòng nhạc classic old school cũ này, với những dòng nhạc rất là vintage ngày xưa, hoặc là bạn muốn tạo một chất âm hiện đại, nhưng mà bạn muốn tạo một chất âm mà nó kiểu tăm tối, nó những đoạn âm thanh ví dụ như là bạn đang thay đổi kết cấu bài hát cả đến đoạn này, bạn muốn phần trống của chúng ta, tại vì phần trống là phần xương mà, nên âm thanh của trống nó sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Nên là bạn muốn là cái bản nhạc của mình nó có cái cảm xúc kiểu nghe thở bên trong thì bạn sẽ sử dụng cái đó, nó rất là nghe thở luôn, nó làm cho âm thanh của bạn tốt. Thì đó là những cái plugin mà mình test cũng như là cái nhận định của mình. Tất nhiên là mỗi người lại sẽ có một cái nhận định khác nhau và ứng dụng khác nhau trong quá trình các bạn sử dụng. Nhưng mà sau hy vọng rằng là khi các bạn xem video này xong, các bạn sẽ kiểu như là có một cách đánh giá này, cũng như cách để tìm hiểu các bạn đánh giá tất cả các plugin mà các bạn đang sử dụng, tránh cái việc mà các bạn sử dụng nó tràn lan, rồi các bạn tránh cái việc mà bạn chưa tìm hiểu mà chỉ nghe người khác thôi. Đôi khi các bạn chỉ nghe người khác thôi diễn tả là plugin này hay lắm, nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với bài nhạc của bạn. Các bạn luôn luôn tự hỏi là làm sao để mix cái này. Nhiều khi đơn giản nó nằm ở chỗ là các bạn đang sử dụng đúng plugin của cái plugin bạn thích không. Đôi khi chỉ cần khác một tí về saturation trên các plugin, đặc biệt là những người bạn bây giờ thì thích kiểu sử dụng các plugin giả lập cổ điển nha, thì nó sẽ có cái nhóm màu khác nhau như mình các bạn thấy đấy. Mặc dù được cùng một thông số nhưng mà nhóm màu khác nhau, thậm chí là khả năng tác động khác nhau, thì rõ ràng là để nó ra được một cái gì đó nó rất là khó. Nên là hầu như các bạn phải trải nghiệm rất là nhiều, lướt qua rất nhiều plugin, rồi tập nghe, rồi tập kiểm soát, rồi ấy, thì các bạn mới làm được đó. Và nhưng mà trước khi các bạn bắt đầu, nói chung là có quá nhiều điều, nói chung là video này kết thúc ở đây. Thì nói chung là nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình. Và mình cố gắng mang tất cả những nội dung quốc tế mang về Việt Nam, thay vì những nội dung mà tự chế biến của người Việt Nam ra hoặc là tự chế biến của mình ra, thì đôi khi nó sẽ không diễn tả lại được tất cả những cái nội dung mà mọi người tức là nội dung gốc của bên nước ngoài. Vì thế mình mong rằng là mình sẽ mang được tất cả các nội dung lên nước ngoài về Việt Nam mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip này nhé. Xin cảm ơn các bạn.